chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Novadash nâng cấp đèn bật và cực chất với cái chèn chân siêu hấp dẫn. Từ đến nay, cái chiếc Honda Novadash vẫn là kiệt tác của dòng xe con tay hai kỳ. Kiểu dáng động cơ của xe này đã làm điên đảo chân chơi xe. Chính vì thế mà những tay chơi xe như anh Đăng Khoa đã quyết định lột xác hồi sinh lại con xe này trong một cái chèn chân là hoàn toàn mới mẻ. Phần ghi đông được tạo rất nhiều màu sắc là Optimum được điện phân ra cái tông màu tím chủ đạo, kết hợp cùng dây ga và chiếc con đầu chơi đỏ để tạo điểm nhấn nổi bật cho xe. Đây cũng là một cách dọn xe hiệu quả nhất đến nay với những mẫu xe dây chính hãng dành cho các dòng xe này mà không còn được sản xuất. Toàn bộ các chức năng cần thiết của chiếc xe hai kỳ này đã được tích hợp hết vào cụm hình quýt, rất nhiều nút bấm và màu sắc cho anh em chơi xe thao hồ chế cháo. Ở dụng cho mình kính Prisma cái kiểu là 744cc đen gọn gàng và tạo góc cạnh cho chiếc xe cưng. Phía bên ngoài ta còn thấy được cái cặp và thắng CRZ Pauline kết hợp cùng chế bao tay cù Barracuda, ở dụng được cho tất cả các dòng xe đều thể dùng được. Gia tăng thêm độ hàm hố cho cái dàn chân trước, người chủ định chế cháo là cái mâm để lên hai đĩa trước, vừa hài hòa vừa đẹp, lại làm tăng lực phanh cho cái chiếc xe cưng. Chèn chân sau full cái bộ gấp SSA 150 của nhà Honda, phong cách này hot hơn 10 năm qua, tuy nhiên cho đến nay vẫn được các tay chơi xe ưa chuộng rất nhiều và gần như giá trị của bộ gấp này chưa bao giờ mất đi, vẫn phải trên là 10 triệu đồng một bộ. Trang bị cho mình cái giảm sóc sau Crestboy bình dầu rời phiên bản lò xo tím, cấu tạo tiêu phục khá lớn, đem lại cái lực đàn hồi ổn định nhất cho chiếc xe khi vào cua ở tốc độ cao. Theo mình đoán, mẫu phục này chắc chắn là phiên bản dành cho Winner được người chủ tận dụng để lắp cho cái chiếc Novadash. Exciter 150 kết cái nòng súng siêu khủng làm cho người nghe khóc thét. Cái tên Exciter 110 có lẽ được nhắc đến rất nhiều thời điểm hiện tại. Từ lúc trình làng em ấy đến nay đã có rất nhiều bản độ từ nhẹ nhàng đến hầm hố. Tất cả hướng phong cách là khác nhau từ mỗi người, dẫn chứng là Exciter độ cái ống xả siêu khủng bên dưới đây. Xem tổng thể thấy em ấy được khoác cho mình cái dạng áo MX Kim phong cách từ Indo trên cái nền màu Cedet, đi cùng với những món đồ chơi chuyển giá trị được các làn xe nhằm tăng cái phần hiệu năng như trợ lực, phục bình dầu rời v.v. Chèn chân cho nên đơn giản hơn khi là bỏ mâm tim thay thế bằng cái mâm Crestboy 5 cây. Dòng mâm này rất được các baker lựa chọn bởi nó rất cứng cáp. Đây cũng là cái dòng sản phẩm dành riêng cho các mẫu xe chạy sân. Góc này chúng ta thấy trợ lực sườn Hybro giúp chiếc xe ổn định khi lái chạy một độ cao. Việc gắn không có phức tạp, chỉ cần khoét cái phần nhựa có khoảng cách phù hợp để không bị cạc cấn cái trợ lực lúc hoạt động. Đi cùng đó là một cái phát bắt vào cái tim phụ trái. Cây phục cái đeo bình dầu rời với lò xo tiền cấu tạo lớn hơn zin mang lại cái sự cứng cáp cho xe. Về mặt chất lượng thì sản phẩm này được các baker đánh giá rất tốt khi đáp ứng được cái độ nhún nhảy hợp lý, mang lại cái sự êm ái tối ưu khi di chuyển ở mọi cung địa hình. Bên cạnh đó là cái sợi dây sơn ống ánh sắc vàng đẹp. Và như chúng tôi đã nói, người chủ đã chia sẻ trên cái group Exciter rằng dù chiếc xe này để chở mày đi chợ nhưng lại trên cái bồn nẩu là điều rất thú vị nhỉ. Cụ thể mẫu vô này đang xem là một bộ Lewin Carbon cho ra thức âm thanh tơi tái đầy quy lực. Cảm ơn các bạn đã dõi này, để kịp tiếp nhớ like, subscribe.